Ngọc Diệu xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Pháp luật và cuộc sống. Kính thưa quý vị, luật hộ tịch chính thức có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2016. Sau hơn 2 năm đi vào thực thi, luật hộ tịch và các văn bản pháp luật có liên quan đã điều chỉnh riêng về lĩnh vực hộ tịch liên quan đến việc bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Trong chương trình truyền hình trực tiếp Pháp luật và cuộc sống hôm nay với chủ đề những quy định về hộ tịch, các vị khách mời tư vấn trực tiếp về những vấn đề liên quan đến công tác đăng ký quản lý hộ tịch nói riêng và quản lý dân cư nói chung. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Quý khán giả quan tâm đến vấn đề này, xin điện thoại đến số 02543 717 744 để đặt câu hỏi giao lưu trực tiếp với khách mời của chương trình. Và bây giờ xin được giới thiệu đến quý vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Luật sư Lê Biên Phòng, trưởng văn phòng luật sư Gia Hân, đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin được giới thiệu luật sư Lê Viết Thiện, trưởng văn phòng luật sư Thiện Đức, đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin được cảm ơn hai vị luật sư đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin được mời hai vị luật sư cùng theo dõi những ghi nhận về luật hộ tịch. Sau gần 2 năm thực thi, luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đã đạt được những kết quả quan trọng như đã triển khai thí điểm phần mềm đăng ký khai sinh điện tử có kết nối với hệ thống cấp số định danh cá nhân để cấp số định danh cá nhân cho trẻ em ngay khi được đăng ký khai sinh. Thực hiện tốt quy định cá nhân có quyền lựa chọn cơ quan đăng ký hộ tịch cho mình, không phụ thuộc vào nơi đăng ký hộ khẩu thường trú như trước đây, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong việc lựa chọn cơ quan đăng ký sự kiện hộ tịch của mình, đơn giản hóa và cắt giảm nhiều giấy tờ không cần thiết khi đăng ký hộ tịch, cải tiến phương thức nộp hồ sơ để người dân lựa chọn nộp trực tiếp, gửi qua bưu chính hoặc qua hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến. Luật cũng đã có quy định nhằm bảo đảm chặt chẽ, phòng ngừa những sơ hở vi phạm có thể xảy ra trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, bổ sung những hành vi bị nghiêm cấm trong đăng ký và quản lý hộ tịch, quy định cụ thể trách nhiệm của chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong việc chỉ đạo đôn đốc quản lý khai sinh, khai tử trong đăng ký quản lý hộ tịch. Ngọc Diệu xin phép được hỏi hai vị khách mời là việc đăng ký kê khai hộ tịch thì có ý nghĩa như thế nào đối với một cá nhân khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình? Xin được hỏi luật sư Lê Biên Phòng ạ. Như chúng ta đã biết, luật hộ tịch năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 thì có những quy định. Cái thứ nhất là nó có một cái việc đăng ký kê khai hộ tịch. Cái việc đăng ký kê khai hộ tịch này thì nó có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với những cái cá nhân, đối với những công dân khi thực hiện cái quyền của mình. Trong các cái quyền cơ bản của con người là từ khi sinh ra thì cái sự kiện pháp lý nó đã phát sinh. Ví dụ như là cái người sinh ra thì phải làm giấy khai sinh, và khi mất đi thì phải là có các cái giấy chứng tử. Thì đây là một trong những sự kiện pháp lý mà chúng ta thấy được các cái giấy xác nhận này, đó là một cái quyền của con người. Và đó cái ý nghĩa hết sức quan trọng để nó đảm bảo con người khi trong quá trình từ sinh ra đến khi chết nó có những cái cơ sở pháp lý mà hộ tịch, công tác hộ tịch quản lý và điều chỉnh trong cái vấn đề này. Hai nữa là giúp cho cơ quan nhà nước có một cái thống kê và quản lý, đồng thời từ cái thống kê quản lý này nó tạo ra một cái hành lang pháp lý để cái quyền nghĩa vụ của người dân được đảm bảo khi có những cái sự kiện pháp lý xảy ra. Dạ. Còn theo luật sư Lê Viết Thiện thì sao ạ? Vâng, xin chào quý vị khán giả và chị. Như luật sư Lê Viết Thiện vừa nói thì khi con người ta sinh ra thì đã có quyền và nghĩa vụ nhất định. Thì cái việc đăng ký hộ tịch nó đã đánh giá một cái theo cái độ tuổi của con người và quá trình làm việc ấy, thì sẽ gắn với các cái điều kiện hộ tịch nhất định. Nó đã bảo đảm cho con người ra xác định vị trí pháp lý của con người trong từng giai đoạn. Ví dụ như khi ở đang còn trẻ em ấy thì họ được quyền sẽ được chăm sóc. Đấy. Còn lớn lên khi được đã thành niên rồi phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với xã hội, đối với bản thân, đối với gia đình. Đấy. Xong rồi khi đăng ký kết hôn thì nó sẽ phát sinh những cái mối quan hệ vợ chồng, con cái v.v. Đó là xác định cái vị trí pháp lý của một con người, từng giai đoạn của một con người. Đó vấn đề hộ tịch nó đã xác định được cái vị trí địa vị pháp lý của từng con người trong xã hội. Và qua cái vị trí xác định này là về mặt quản lý nhà nước
đã như vậy để mà về công tác quản lý và cái ở chế độ đó đã ưu đãi cho con người đó những cái chế độ nhất định trong cái ấy, đến khi khai tử. Khi người ta là sau đến khi mất đi ấy, thì người khai tử lại là đâu phát sinh những cái khác nữa như quyền thừa kế nhất định này, là có những vấn đề về pháp lý của một con người đối rất quan trọng đối với hộ tịch, đối với con người. Vậy thưa luật sư Thiện, luật hộ tịch năm 2014 chính thức có thực thi thì tạo điều kiện thuận lợi gì cho một cá nhân trong việc liên quan đến những cái quyền nhân thân của mình ạ? Vâng, luật hộ tịch năm 2014 kèm theo các cái nghị định 123 2015 và thông tư 15 2015 đã cải cách theo cái hướng đơn giản hóa cái thủ tục vì khi để làm công tác hộ tịch. Như ta đã biết thì công tác hộ tịch ấy, là mỗi công tác hộ tịch đều kèm theo một thủ tục hành chính nhất định. Thì luật hộ tịch năm 2014 ra đời ấy, nó nhằm mục đích đơn giản hóa là một, và tiến tới bãi bỏ một số thủ tục, bãi bỏ một số giấy tờ mà tiến tới đây ấy, là người ta sẽ cấp cái những mã định danh của những cá nhân. Trong mã định danh đó người ta sẽ tích hợp toàn bộ những cái thông tin cá nhân. Do đó con người dân không phải cầm bất kỳ một giấy tờ gì được. Khi đi sử dụng được. Và thí dụ như về tới đây á, thí dụ như khai sinh á, như người dân hay nói là 3 trong 1. Khi khai sinh á, là khai sinh này, nhập hộ khẩu và sẽ cấp cái thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em. Đó là một cái bước tiến rồi. Và đặc biệt người ta áp dụng công nghệ thông tin vào trong việc quản lý hộ tịch, cấp và quản lý hộ tịch. Làm cho người dân không phải, thậm chí người ta không phải đến nơi cơ quan nhà nước có thẩm quyền nữa, mà người ta gửi qua bưu điện hoặc là mail hoặc là phương tiện trong cái người ta áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý cấp và quản lý hộ tịch trong toàn quốc cái này. Xin cảm ơn. Con thấy luật sư Lê Biên Phòng thì luật hộ tịch 2014 thực thi đã đem lại những cái quyền lợi gì, những điều kiện thuận lợi gì đối với một cá nhân trong các vấn đề liên quan đến quyền nhân thân ạ? Như chúng ta đã biết thì cái luật hộ tịch năm 2014 và có hiệu lực mùng 1 tháng 1 năm 2016 thì chúng ta thấy là có rất nhiều các cái thuận lợi. Đây là nó một cái bước đột phá mà từ trước đến nay bây giờ chúng ta mới thấy được nó là một cái sự thuận lợi mà chúng ta thấy được nó có cái ảnh hưởng trực tiếp tới cái quyền lợi của của người dân. Thứ nhất chúng ta phải thấy rằng tức là nó đơn giản hóa mọi các cái thủ tục trong vấn đề về hộ tịch. Ví dụ như là luật sư Thiện vừa rồi cũng có nói, tức là có thể là vì những cái nơi xa xôi người ta không thể đến nơi người ta khai báo về hộ tịch được, thì có thể là qua con đường bưu điện hoặc là qua các cái hệ thống trực tuyến hoặc là các cái hệ thống đường dây ma có bưu chính viễn thông thì luật đều cho phép, thì như vậy là hết sức thuận lợi cho người dân. Hai nữa là các cái vấn đề quan trọng nữa là các cái thủ tục khác nó cắt giảm rất nhiều. Nó không còn rườm rà và phức tạp và giống như ngày xưa chúng ta có nói, tức là các cái thủ tục nó là rất là khó. Ví dụ ở thành phố đô thị còn đỡ, ở các cái vùng nông thôn hẻo lánh rất là khó khăn, thì bây giờ thủ tục rườm rà đã cắt đi rất nhiều. Thì đây là một trong những thuận lợi lớn nhất mà cái luật hộ tịch năm 2014 có các cái quy định. Và được qua những cái đó thì chúng ta thấy được cái quyền và lợi ích hợp pháp khi mà liên quan tới hộ tịch của người dân nó đã được đảm bảo và nó được tôn trọng. Đồng thời người được hưởng cái tiện ích đó thì là chính là người dân. Cho nên là cái luật hộ tịch này nó rất có cái ý nghĩa quan trọng, và hai nữa là nó làm lợi rất nhiều cho các cái đối tượng đó là người dân. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Lê Biên Phòng. Kính thưa quý vị, thông qua số điện thoại của chương trình là số 02543717744, chương trình truyền hình trực tiếp Pháp luật và cuộc sống với chủ đề những vấn đề liên quan đến hộ tịch của chúng tôi đã nhận được những câu hỏi, những thắc mắc của quý vị khán giả xem đài. Và bây giờ thì xin được mời bộ phận kỹ thuật hãy chuyển cho chúng tôi câu hỏi của khán giả đầu tiên. Alo, luật sư cho tôi xin được hỏi là con gái tôi 15 tuổi, tên của cháu là do ông nội đặt không được đẹp. Tôi muốn đặt lại cho tên cho con gái tôi có được hay không? Nếu được thì thủ tục tôi phải làm như thế nào? Xin hết. Dạ, xin được mời hai vị luật sư hãy giải đáp thắc mắc của khán giả vừa rồi ạ. Vâng, vừa rồi thì câu hỏi của một vị khán giả tôi xin trả lời như sau. Tức là con gái của chị là 15 tuổi. Dạ. Và trước khi sanh thì ông nội có đặt tên cho cháu, nhưng giờ lớn lên thì cái tên đó nó không được đẹp. Hai nữa cái nguyện vọng của cháu cũng đổi tên, cũng như là cha mẹ cũng đổi tên. Thì tôi xin trả lời như sau. Thế căn cứ vào cái điều 26 của luật hộ tịch có quy định, tức là cái phạm vi thay đổi hộ tịch
Và cái phạm vi thay đổi hộ tịch này đó, thì trong đó có cái giấy khai sinh. Dạ. Đó, hai nữa là thay đổi về các cái thông tin khác, ví dụ như cha mẹ và các thông tin khác. Thì trong phạm vi này thì là bạn được quyền thay đổi cái họ tên cũng như là các cái thông tin khác. Dạ. Ví dụ trong trường hợp của con của bạn nó 15 tuổi thì bây giờ muốn đặt cái tên khác đó, thì là được quyền thay đổi theo cái quy định trong cái phạm vi đó. Còn ví dụ cái thủ tục mà đăng ký thay đổi thì cũng trao đổi với bạn như thế này. Trước hết cái thủ tục đăng ký là khi mà luật đã cho phép thì bạn được quyền đăng ký thay đổi, thì bạn có quyền đăng ký thay đổi tại các cái cơ quan có đăng ký hộ tịch, ví dụ như là Ủy ban Nhân dân phường xã. Đó, và bạn sẽ đến đó sẽ có các cái tờ mẫu tờ khai và các cái công chức tư pháp sẽ hướng dẫn bạn kê khai và các cái thủ tục ở đó. Đó. Đồng thời coi như là theo quy định của cái thủ tục đăng ký hộ tịch đó, thì là trong cái thời gian tức là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các cái giấy tờ theo quy định thì là cơ quan có trách nhiệm có trách nhiệm và đồng thời công chức tư pháp hộ tịch ghi vào sổ hộ tịch cùng với lại cái người yêu cầu đăng ký, ví dụ như là cha mẹ là người giám hộ đó, và các cái tên tuổi đó nó theo quy định và các cái mẫu. Thì như vậy chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã trích lục và đồng thời đưa vào cán bộ công chức đưa vào cái sổ hộ tịch và có những cái điều chỉnh theo những cái nguyện vọng của người dân. Trong cái trường hợp đăng ký thay đổi cái chính hộ tịch thì không phải trong luật cũng quy định rất rõ, không phải là cái nơi tức là nơi đăng ký khai sinh. Nếu như nơi đăng ký khai sinh mà giờ bạn chuyển tới một nơi khác sinh sống, ví dụ như nơi đăng ký khai sinh là Đà Nẵng, bây giờ vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, thì bạn có thể tới Ủy ban Nhân dân phường xã tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, bạn làm thủ tục. Trên cơ sở đó thì tại cái nơi tại thành phố Hồ Chí Minh đó, thì có những cái văn bản sẽ gửi về cái quê làm giấy chứng minh giấy khai sinh ngay từ Đà Nẵng gốc đó, người ta có những cái biện pháp xác minh theo nghiệp vụ và đồng thời đảm bảo cái quyền lợi và đúng theo như là cái nguyện vọng mà luật cho phép. Dạ, xin được cảm ơn luật sư. Và với câu hỏi của khán giả vừa rồi thì luật sư Lê Biên Phòng cũng đã tư vấn rất là kỹ cho chị về thủ tục để chị có thể thay đổi về các cái thông tin trong hộ tịch. Chúc cho chị sớm hoàn thiện cái thủ tục cho con của mình. Xin được cảm ơn chị đã tham gia chương trình. Và bây giờ thì xin được mời bộ phận kỹ thuật hãy tiếp tục chuyển câu hỏi cho chúng tôi ạ. Dạ, chương trình cho tôi hỏi câu hỏi là trong trường hợp nào thì người có yêu cầu đăng ký về hộ tịch có thể ủy quyền cho người khác đó chị? Dạ, câu hỏi thêm gì nữa không ạ? Dạ, dạ không. Rồi, cảm ơn khán giả. Dạ, xin được mời hai vị khách mời ạ. Xin chào chị. Thì chị muốn hỏi về cái việc đăng ký hộ tịch có ủy quyền hay không ấy. Rồi này, thì người đăng ký hộ tịch ấy, thì được ủy quyền cho người khác làm công tác hộ tịch. Và trừ cái việc đăng ký kết hôn, đăng ký lại cái thôn và đăng ký nhận cha mẹ và nhận con. Như vậy là toàn bộ tất cả các vấn đề về hộ tịch ấy, chỉ được ủy quyền cho người khác, trừ trường hợp là chỉ đăng ký cái thôn hoặc đăng ký lại cái thôn hoặc nhận cha mẹ và nhận con. Đấy, cái việc ủy quyền này ấy, là phải làm bằng văn bản và có công chứng và chứng thực. Yeah. Nếu như mà những người được ủy quyền ấy mà cha mẹ, anh chị em ruột, con thì văn bản này không cần phải là không phải công chứng và chứng thực, nhưng mà phải sau khi đi ấy, phải kèm theo cái giấy chứng minh được cái mối quan hệ giữa chị và những cái người thân thích đó thì không được cân nhắc. Cảm ơn chị. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Thiện và cũng xin được cảm ơn chị khán giả vừa rồi đã tham gia chương trình. Xin được mời bộ phận kỹ thuật hãy tiếp tục chuyển câu hỏi của khán giả đến hai luật sư tham gia chương trình hôm nay. Dạ, xin chào chương trình ạ. Dạ, chương trình làm ơn cho tôi hỏi là tại vì vợ chồng tôi cũng mới lấy nhau và cũng lần đầu tiên có con lần đầu tiên, nhưng mà vấn đề là tại vì là do đi làm quá cũng không có quan tâm đến cái việc mà làm giấy khai sinh cho cháu. Thì tôi dự kiến là trong tuần này, chắc có thể là tuần sau thì tôi sẽ làm giấy khai sinh cho cháu, nhưng mà tôi sợ tôi không biết khi mà tôi làm cái thủ tục như vậy tại vì nó trễ so với quy định vậy thì tôi có bị phạt hay không à. Dạ, tôi ở Đất Đỏ xin cảm ơn chương trình. Xin được mời hai vị luật sư ạ. Vâng, xin chào chị khán giả ở huyện Đất Đỏ. Tôi xin trả lời như sau. Cái nhất chị vừa rồi có nói tức là anh chị có sinh cháu. Thế nhưng mà trong quá trình sinh thì do công việc làm ăn rất là bận, cho nên là không có khai sinh cho cháu kịp được. Thế chị có hỏi nếu như cái trễ thì có bị phạt hay không? Thì tôi xin trả lời như sau. Thế thì cái việc khai sinh ấy, thì tại cái luật
về cư trú có quy định rất là rõ trong cái điều 15, tức là trách nhiệm khi sinh con ra thì phải có trách nhiệm bố mẹ hoặc ông bà, những người thân thích phải có trách nhiệm khai sinh cho trẻ. Đó là cái luật quy định rất rõ nữa. Thế thì cái trách nhiệm khai sinh thì tại cái điều 15 quy định rồi. Thế thì cái thời gian, tức là trong vòng 60 ngày đó, khi sinh ra thì phải những người đó phải có trách nhiệm khai sinh cho trẻ. Thế thì quá 60 ngày tức là quá hạn. Thế thì trường hợp của chị thì không biết có đủ 60 ngày hay không, hay là quá 60 ngày. Nếu mà dưới 60 ngày thì mình vẫn đi khai bình thường. Và nếu như quá 60 ngày thì căn cứ vào cái nghị định 27, cái điều 27 của nghị định 110 năm 2013, năm 2013 thì có quy định về xử phạt về vấn đề, tức là trong lĩnh vực tư pháp. Trong đó có cái việc xử phạt đối với hành vi là đi đăng ký khai sinh trễ. Thì cái việc điều 27 nó có quy định, thì tại cái điều 1 thì quy định tức là phạt, không phải phạt mà cảnh cáo đối với người có trách nhiệm đi khai sinh cho trẻ em mà không thực hiện việc đăng ký khai sinh. Đó. Thì khi mà tới đăng ký làm thủ tục khai sinh cho cháu trễ quá 10 ngày thì cái công chức tư pháp ở cái nơi địa phương đó tức là sẽ có những cái động tác cảnh cáo bằng hình thức cảnh cáo, nhắc nhở cảnh cáo, và để lần sau có khai sinh cho đúng hạn hơn. Thì trong trường hợp này thì không bị phạt mà chỉ là cảnh cáo nhắc nhở vậy thôi. Thế thì căn theo như là cái trình bày của chị ở đất đỏ thì chị không bị phạt gì mà chỉ là nhắc nhở và đồng thời có cái cảnh cáo đối với người có trách nhiệm. Nếu như cha mẹ hoặc là ông bà đi thay thì công chức tư pháp sẽ làm cái động tác tức là nhắc nhở và cảnh cáo như vậy, và chị không bị phạt bất cứ một cái hình thức nào khác. Và xin trả lời chị vậy. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Lê Biên Phòng và cũng xin được cảm ơn chị khán giả ở đất đỏ đã tham gia chương trình. Xin được mời câu hỏi của khán giả tiếp theo. Dạ nó, cho nhìn cho tôi hỏi là tôi mang quốc tịch Việt Nam, còn chồng của tôi thì mang quốc tịch Singapore, con trai của tôi thì năm nay được 4 tuổi, cháu cũng mang quốc tịch Singapore, nhưng mà hiện nay là con tôi đang sống ở Việt Nam. Vậy thì tôi muốn hỏi là chương trình là tôi phải làm thủ tục như thế nào để nhập quốc tịch Việt Nam cho con tôi. Xin được mời hai vị luật sư hãy giúp tư vấn cho khán giả. Xin chào bạn. Bạn có hỏi là bạn là người Việt Nam, mang quốc tịch Việt Nam, là công dân Việt Nam, chồng bạn là người Singapore. Và con bạn là 4 tuổi mang quốc tịch Singapore, hiện nay bạn muốn hỏi là nhập quốc tịch được không và làm thủ tục thế nào đấy. Tôi khẳng định với bạn thế này, theo khoản 2 của điều 19 của luật quốc tịch ấy, thì bạn là người Việt Nam, do đó mà con bạn sẽ được nhập quốc tịch của Việt Nam. Về thủ tục ấy, thì việc trước mắt là bạn phải thỏa thuận bằng văn bản giữa chồng bạn và bạn, là thống nhất là con bạn là phải nhập quốc tịch ở Việt Nam, và thống nhất quốc tịch Việt Nam đấy. Và xin lưu ý với bạn ấy, nếu như bạn về thông tin bạn đã cung cấp đầy đủ, nếu như mà bạn mà sinh ra cháu ở Việt Nam ấy, thì không cần phải cái thủ tục này, không cần phải thống nhất giữa chồng bạn và bạn. Và nếu như bạn mà sinh ra ở Singapore ấy, thì bạn phải thống nhất giữa chồng bạn và bạn, thống nhất về làm quốc tịch bằng văn bản quốc tịch cho con ở Việt Nam. Về thủ tục ấy, thì nơi làm thủ tục ấy, thì sở tư pháp của tỉnh, sở tư pháp tỉnh. Còn hồ sơ ấy, thì bạn phải có cái đơn xin nhập quốc tịch theo mẫu của sở tư pháp, xong rồi một bản khai sinh của cháu và hộ chiếu và bản khai lý lịch của cháu. Thì những cái toàn bộ bạn sẽ đến với sở tư pháp, họ sẽ hướng dẫn cụ thể với bạn. Còn xin lưu ý bạn thế này, thứ nhất là toàn bộ giấy tờ nước ngoài là bạn phải hợp thức hóa lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự và có công chứng và chứng thực và dịch thuật và có công chứng và chứng thực. Đấy. Và khi nhập quốc tịch ấy, của cho con bạn ấy, là con bạn phải đổi tên thành và mang tên Việt Nam, chứ không phải mang tên của Singapore. Đấy. Về tổng cộng thời gian ấy, thì khoảng 105 ngày. Nhiều nhất là 105 ngày. Sau khi bạn nhập hồ sơ ở sở tư pháp ấy, thì sở tư pháp sẽ chuyển sang bên công an xác minh, xong rồi là chuyển về ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất lên bộ tư pháp, bộ tư pháp sẽ chuyển cho đề xuất với thủ tướng chính phủ, và thủ tướng chính phủ sẽ đề xuất với sang bên chủ tịch nước để quyết định sẽ nhập quốc tịch cho con bạn. Xin cảm ơn bạn. Dạ, xin được cảm ơn luật sư. Với phần tư vấn hết sức là chi tiết vừa rồi của luật sư Thiện, thì Ngọc Diệu hy vọng chị khán giả của chúng ta sẽ sớm nhập được quốc tịch Việt Nam cho con của mình. Xin được cảm ơn chị đã tham gia chương trình. Và bây giờ thì Ngọc Diệu thay mặt một vị khán giả ở Vũng Tàu xin được chuyển đến hai vị luật sư câu hỏi của chị như sau.
chị tôi kết hôn với người nước ngoài. Sau khi theo chồng sinh sống một thời gian thì chị trở về nước và chưa làm thủ tục ly hôn. Sau đó thì chị tôi lấy chồng khác, người Việt Nam, và hai người có một con gái. Đến nay thì bé đã 5 tuổi nhưng không làm được giấy khai sinh do chị tôi đang trong thời kỳ hôn nhân với người chồng ở nước ngoài. Chị hỏi làm thế nào để cháu có giấy khai sinh? Dạ, xin được mời hai vị luật sư hãy giúp tư vấn cho vị khán giả vừa rồi ạ. Vâng, vừa rồi câu hỏi của MC có chuyển lại một cái câu hỏi của khán giả của chị vừa rồi thì tôi xin trả lời như sau. Đây là một trong những cái trường hợp xảy ra ở Việt Nam rất là nhiều. Dạ. Tức là phụ nữ Việt Nam đi kết hôn với người nước ngoài. Trong quá trình sinh sống không hợp nhau thế bỏ về nước. Bỏ về nước thì mang con về. Mang con về thì cái bản thân cái giấy khai sinh gốc bên đó cũng không có. Mà về bên này thì đương nhiên là không làm được. Mà một số các cái đơn vị hành chính ở Ủy ban nhân xã ở một số địa phương thì có thông báo trả lời thẳng cho họ biết rằng tức là người chồng ở nước ngoài chưa làm thủ tục ly hôn thì không làm giấy khai sinh cho cháu. Thì đây là một cái vấn đề hết sức bức xúc trong xã hội và rất nhiều các cái cơ quan ban ngành cũng như là các cái hội đoàn có ý kiến và đề nghị cả chính phủ can thiệp vấn đề này. Thì trong trường hợp này tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng rất là nhiều trường hợp mà tôi cũng đã từng là đi tư vấn vấn đề này trực tiếp. Thế thì về quan điểm về cái nhất chúng ta phải áp dụng theo luật. Đối với lại luật dân sự, rồi luật hôn nhân gia đình, rồi luật hộ tịch có quy định rất là rõ về vấn đề quyền con người khi sinh ra thì phải được làm giấy khai sinh. Đó là trẻ em sinh ra phải được làm giấy khai sinh. Cho nên cái việc của chị vừa rồi có đưa ra và em xin có đưa ra cái câu hỏi chuyển qua và tôi tư vấn thế này. Tức là cái quyền của người con người sinh ra thì là trường hợp con của chị tuy rằng sinh nước ngoài nhưng về bên này thì chị vẫn được quyền đi khai sinh cho cháu. Và chị tới Ủy ban Nhân dân xã và đề nghị công chức tư pháp nói về vấn đề hộ tịch làm cái thủ tục khai sinh cho cháu. Trong trường hợp chị chưa liên hệ chồng mà chưa làm các cái thủ tục ly hôn với chồng thì chị có để chống cái tên chồng và chị có thể là để đứa con và tên mẹ. Cũng như trong trường hợp tức là con ngoài trợ thú. Thì như vậy để đảm bảo cho cái quyền lợi của cháu bé được có giấy khai sinh để các cháu tiếp tục được học hành và được hưởng các cái quyền lợi khác, ví dụ như bảo hiểm y tế rồi các cái bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. Mà cái đó thì hiến pháp cũng như là các cái luật về dân sự đều quy định. Và đó là quyền của con người, quyền của người khi mới sinh ra. Thì trong trường hợp của chị thì nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là chị để cái tên của người cha chồng giống như là con ngoài gia thú. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, nếu như người chồng ở Việt Nam chấp nhận người đó là con nuôi thì lên Ủy ban Nhân dân xã đề nghị công chức tư pháp làm thủ tục nhận làm con và để ghi đầy đủ cả mẹ và cả cha ở trong cái giấy khai sinh đó thì pháp luật được quy định đều được. Thế cho nên là trường hợp của chị thì nếu như địa phương mà nơi chị cư trú mà lên làm thủ tục không được thì chị có quyền khiếu nại lên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã ở cái nơi mà công chức đó từ chối. Nếu chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã không giải quyết thì chị cứ yêu cầu coi như chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khiếu nại và đề nghị liên hệ với phòng tư pháp của huyện thì sẽ có cái hướng dẫn và chỉ đạo cho Ủy ban Nhân dân xã nơi chị làm giấy khai sinh cho cháu đó để chỉ đạo làm đúng theo thủ tục theo quy định và để đảm bảo cái quyền lợi cho con của chị. Như ngay từ đầu câu hỏi thì luật sư Lê Biên Phòng cũng đã cho chúng tôi được biết là đối với chị em phụ nữ mà có kết hôn yếu tố nước ngoài, sinh sống không phù hợp quay trở về Việt Nam là có rất là nhiều những cái vấn đề phát sinh, những cái khó khăn trong cái vấn đề hộ tịch. Vậy thì Ngọc Diệu xin được hỏi thêm với luật sư là nếu như vị khán giả này có con với người chồng Việt Nam chứ không phải là người chồng ở nước ngoài, có nghĩa là chị vẫn chưa làm thủ tục ly hôn với người chồng ở nước ngoài nhưng mà chị quay trở về Việt Nam và sống chung với là một người Việt Nam và có con, thì chị làm sao để có thể đăng ký khai sinh cho con của chị ạ? Đó, như vừa rồi tôi đã phân tích đó, tức là lấy chồng ở nước ngoài, chưa làm thủ tục ly hôn, quay trở về Việt Nam, đó, lấy chồng Việt Nam và có con, nhưng cái nơi Ủy ban Nhân dân xã đó không đăng ký giấy khai sinh cho cháu, thì đấy là một cái vi phạm về vấn đề luật về hộ tịch của công chức tư pháp đó. Tức là trẻ sinh ra thì đều có quyền phải được giấy khai sinh theo quy định của luật. Tất cả về hiến pháp, về luật dân sự đều quy định rõ như vậy. Thế thì cái thứ nhất, người vợ chỉ không làm được giấy hôn thú đối với người chồng Việt Nam. Còn về khai sinh thì bắt buộc phải làm khai sinh cho đứa trẻ sinh ra. Bắt buộc phải làm chứ không thể làm được. Và công chức tư pháp buộc phải làm. Đó là trách nhiệm của công chức tư pháp phải làm. Hai nữa là khi làm rồi thì nếu như người chồng đó làm các cái thủ tục nhận con
thì luật pháp cũng quy định rất là rõ, nên làm các cái bản khai trước công chức tư pháp về vấn đề nhận đứa con đó. Còn cái việc không được kết hôn thì là một vấn đề khác, và chưa ly hôn người chồng nước ngoài là vấn đề khác. Còn vấn đề làm khai sinh cho đứa bé sinh ra thì đó là một cái quyền mà buộc công chức phải làm, và hai nữa là chị có quyền yêu cầu các cơ quan nhà nước phải làm giấy khai sinh cho chồng. Dạ, xin được cảm ơn phần trả lời vừa rồi của luật sư Lê Biên Phòng. Và cũng xin được cảm ơn vị khán giả đã tham gia chương trình. Xin được mời bộ phận kỹ thuật hãy tiếp tục chuyển câu hỏi cho chúng tôi. Chị ơi, em xin hỏi cái vợ mà bây giờ em có con, nhưng mà phía bên ba em của chồng em mà hai bên không có 2 triệu hết. Thì bây giờ em có con, em không có làm giấy khai sinh được, em phải làm sao chị? Hai bên là không ai chấp nhận là hai đứa em hết. Hai đứa em đã có con rồi, hiện tại bây giờ em chưa có làm giấy được khai sinh cho bé, em phải làm sao? Tại vì em không có đăng ký kết hôn. Tên của hai bé, tên của con em là nó không có được nằm trong hộ khẩu của hai bên luôn á. Tức là hai bên gia đình luôn hả? Dạ. Thế giờ chị với chồng chị có đăng ký kết hôn chưa? Để chưa luôn. À, rồi, xin lỗi chị ở đâu? Em ở Bình Dương. Rồi, cảm ơn câu hỏi của chị. Với câu hỏi của khán giả Bình Dương vừa rồi thì xin được mời hai vị luật sư ạ. Vâng, xin chào bạn ở Bình Dương. Thì bạn có hỏi rằng là bạn với chồng bạn có con với nhau nhưng mà hai gia đình không chấp nhận. Thì bạn muốn hỏi là làm thủ tục khai sinh cho cháu, thì trả lời bạn thế này, cũng như bạn lúc nãy luật sư Lê Biên Phòng có đề cập đấy, bạn khẳng định ấy là bạn sẽ được làm giấy khai sinh tại ủy ban nhân xã nơi bạn cư trú. Thì bạn phải đến ủy ban xã, xong đấy rồi bạn với nếu như bạn và chồng bạn hai người đến thì sẽ được làm thủ tục giống như bình thường, coi như không hai gia đình hay hoặc là cưới hay không chưa cưới thì cũng không quan trọng. Dạ. Thì không đăng ký kết hôn cũng không quan trọng, và cũng không liên quan đến vấn đề hộ khẩu, phải không ạ? Không liên quan đến vấn đề hộ khẩu. Bạn với chồng bạn đến ủy ban nhân xã nơi bạn cư trú, không cần phải đến nơi hộ khẩu thường trú mà đến nơi cư trú của bạn làm thủ tục đăng ký bình thường, ký tên cha của bé trong bạn, mẹ bình thường, mà hai bạn phải thống nhất cái tên họ, đặc biệt là họ của cháu bé này, có phải có bằng, nếu không đăng ký kết hôn phải thỏa thuận bằng văn bản về cái họ của bé. Thì bạn cũng làm công tác bình thường thôi, không ảnh hưởng gì đến cái việc hai gia đình không nhất trí cả. Xin cảm ơn bạn. Dạ, xin được cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của luật sư Thiện. Và qua phần tư vấn vừa rồi thì Ngọc Diệu hy vọng em khán giả vừa rồi hiểu hơn về trường hợp của mình. Chúc em sẽ sớm đăng ký giấy khai sinh cho con của mình nhé. Xin được thân ái chào em. Và bây giờ thì xin được mời bộ phận kỹ thuật hãy tiếp tục chuyển câu hỏi cho chúng tôi. Dạ, alo, chào chương trình ạ. Chương trình cho tôi hỏi là các giấy tờ tùy thân của tôi á, như là chứng minh nhân dân, là hộ khẩu và cái tờ khác đều mang cùng một tên và họ, nhưng mà khi tôi đi trích lục lại giấy khai sinh á, lại là sai chữ lót. Vậy xin hỏi là tôi muốn đổi lại giấy khai sinh cho phù hợp với lại các giấy tờ có liên quan có được hay không ạ? Rồi, xin cảm ơn khán giả. Câu hỏi của khán giả vừa rồi có lẽ là liên quan đến rất nhiều những khán giả gặp phải trong cuộc sống nữa ạ. Vâng. Xin được mời hai vị luật sư ạ. Vâng, xin chào bạn. Thì câu hỏi của bạn cũng như chị Ngọc Diệu đã đề cập thì rất nhiều trong cuộc sống, tên lót, không những tên lót mà họ nữa thì cũng rất là sai, hoặc ngày tháng năm sinh cũng sai. Dạ. Thì bản thế này, xin thông tin về bản thế này. Thứ nhất ấy, thì theo quy định tại điều 6 của nghị định 123 quy định ấy, là giấy khai sinh ấy, là giấy tờ gốc của cá nhân. Mọi các cái hồ sơ thủ tục, các giấy tờ khác mà sai với giấy khai sinh ấy, thì các cái giấy tờ đó phải phù hợp với giấy khai sinh. Phải khai sinh. Đấy. Trong trường hợp ấy mà các cái hồ sơ, các thủ tục khác như bạn đề cập ấy, là giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy tờ khác mà không hợp với giấy khai sinh ấy, thì phải đổi lại cho phù hợp với giấy khai sinh. Dạ. Đấy, bạn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ họ người đổi lại cho phù hợp. Và tuy nhiên ấy, như bạn ấy, bạn muốn đổi tên lót ấy, thì bạn phải thay đổi các cái chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu, tên lót cho phù hợp với giấy khai sinh của bạn. Dạ. Và tuy nhiên ấy, là theo cái điều 28 luật dân sự ấy, thì mọi cá nhân đều được có quyền thay tên đổi họ. Thì nếu như cái việc thay tên đổi họ này ấy, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình hoặc gây nhầm lẫn, thì sẽ được đổi cái tên lót của bạn. Nhưng mà khi đổi, bạn phải chứng minh được cái việc tên lót của bạn ấy là gây nhầm lẫn hoặc không phù hợp với thuần phong mỹ tục, hoặc
gây ảnh hưởng tình cảm gia đình hoặc cái khó khăn trong quan hệ khi họ bản chứng minh được. Cho còn nếu không chứng minh như bản bản cung cấp ấy, thì những giấy tờ tùy thân này muốn đổi giấy khai sinh cho phù hợp tên lót thì không được, bạn phải đổi các cái giấy tờ khác. Và nếu như bạn muốn đổi các cái giấy khai sinh cho phù hợp với giấy tờ khác ấy, thì bạn phải chứng minh được các cái như nhất là gây nhầm lẫn, thứ hai nữa là gây sẽ mất tình cảm với ở trong gia đình hoặc là gây khó khăn trong cái quá trình công tác, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của bạn thì bạn phải chứng minh được thì được. Xin chào bạn, rất cảm ơn bạn. Dạ, xin được cảm ơn luật sư và cũng xin được cảm ơn vị khán giả vừa rồi đã tham gia chương trình. Kính thưa quý vị, trước khi đến với nội dung tiếp theo của chương trình về những quy định liên quan đến hộ tịch, xin mời quý vị theo dõi ghi nhận sau. Theo Sở Tư pháp tỉnh, 9 tháng đầu năm 2018, sở đã đăng ký khai sinh cho trên 9.000 người, đăng ký kết hôn cho trên 7.000 trường hợp, trong đó có gần 200 trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài và lập thủ tục nhận con nuôi cho 20 trường hợp. Trong đó có 6 trường hợp nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Có được kết quả trên là do sự nỗ lực, cố gắng trong công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác quản lý nhà nước về hộ tịch của các cơ quan, ban ngành và ủy ban nhân dân các cấp. Công tác hộ tịch hiện đã có những chuyển biến tích cực, từng bước ổn định, đi vào nề nếp, hạn chế được rất nhiều việc hộ tịch không được đăng ký hoặc đăng ký thiếu chính xác. Các thủ tục không còn rườm rà, thời gian giải quyết nhanh chóng, thuận tiện, phục vụ khá tốt nhu cầu của người dân, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân. Tuy nhiên, công tác quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh vẫn gặp không ít khó khăn, hạn chế và thiếu sót, như một số cán bộ tư pháp cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu trình độ chuyên môn, dẫn đến việc đăng ký hộ tịch thiếu chính xác. Không ít cán bộ tư pháp chưa được đào tạo đúng chuyên môn nghiệp vụ nên xử lý vụ việc thường gặp nhiều khó khăn, dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết các thủ tục. Bên cạnh đó, người dân vẫn chưa nắm rõ về những quy định của pháp luật, dẫn đến việc đăng ký hộ tịch chậm trễ hoặc không đăng ký theo đúng trình tự thủ tục, cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến khó khăn cho ngành chức năng trong công tác quản lý hộ tịch. Dạ, thưa luật sư Lê Biên Phòng, luật hộ tịch 2014 có quy định cụ thể như thế nào về trình tự thủ tục để nhận cha mẹ cho con ạ? Như chúng ta đã biết thì cái luật hộ tịch năm 2014 thì cũng có cái quy định rất là rõ về cái thủ tục. Tức là nhận cha mẹ cho con, tức là về trước hết chúng ta cái điều 26 của luật có quy định, tức là cái thẩm quyền. Thì cái thẩm quyền ở đây là ủy ban nhân dân cấp xã phường. Đó, ủy ban nhân dân cấp xã phường thì là cái nơi cư trú của người nhận hoặc là người được nhận là cha mẹ và con. Thì đây nó là một cái thẩm quyền khi thực hiện cái việc đăng ký nhận cha mẹ con. Hai nữa là cái thủ tục. Thì cái thủ tục ở đây thì theo quy định chung của pháp luật thì cái luật hộ tịch tức là quy định tại điều 25 thì có quy định, tức là cái người yêu cầu đăng ký nhận cha mẹ đó thì tới ủy ban nhân dân phường xã làm các cái thủ tục, đi vào các cái mẫu đơn theo quy định của pháp luật của về vấn đề hộ tịch, thì ghi vào cái mẫu đơn đó thì để các cái cán bộ công chức tư pháp làm các cái thủ tục đăng ký vào sổ và đồng thời tiếp nhận đơn. Thì trong cái thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày mà nhận đủ các cái giấy tờ theo quy định thì là tại cái khoản 1 thì có quy định, thì cái việc coi như nhận như vậy, sau khi mà đã làm các thủ tục thì ủy ban nhân dân cấp xã có trích lục đồng thời coi như làm các thủ tục đăng ký vào sổ hộ tịch. Thì như vậy các cái thủ tục nó cũng không có gì nó phức tạp lắm, hay nó tương đối là đơn giản. Quan trọng nhất là chúng ta xác định được cái thẩm quyền nơi nào là cái nơi giải quyết vấn đề này, và khi mà chúng ta biết được ủy ban nhân dân phường xã là cái nơi mình cư trú đó nên làm cái vấn đề thủ tục về nhận cha mẹ và con, thì khi lên đến đó rồi thì cán bộ về vấn đề hộ tịch, công chức hộ tịch, người ta sẽ hướng dẫn điền vào các cái đơn đó, theo quy định. Và khi điền bạc đơn và đồng thời cung cấp cho các công chức tư pháp các giấy tờ, ví dụ như là sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, kèm theo các cái đơn yêu cầu nhận cha con và có cái cam kết ở trong đó, thì khi đầy đủ thủ tục thì là các công chức tư pháp sẽ làm trong vòng 3 ngày sẽ làm các cái thủ tục và đề nghị người có thẩm quyền, tức là chủ tịch ủy ban nhân dân phường xã, làm cái thủ tục xác nhận và đăng ký. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Phong. Thưa luật sư Thiện, trong trường hợp nào thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ thu hồi cũng như là hủy bỏ các giấy tờ có liên quan đến hộ tịch ạ? Vâng, xin theo quy định tại khoản 2 điều 12 của luật hộ tịch ấy, thì những trường hợp sau đây sẽ bị thu hồi hộ tịch. Nhất là khi làm hộ tịch ấy, là những người đi làm hộ tịch đã cung cấp thông tin và tài liệu sai sự thật để làm giả các giấy tờ khi đăng ký hộ tịch. Thí dụ như là cung cấp về ngày sinh tháng đẻ sai hoặc là cung cấp thông tin sai sẽ bị thu hồi. Thứ hai nữa là cái việc cam đoan để làm chứng sai sự thật. Để trong quá trình làm hộ tịch thì có những cái quy phạm là phải có người làm chứng, có người cam đoan.
cái việc sinh cam đoan việc sinh, cam đoan việc này thì ấy. Yeah. Đó mà nếu như mà cam đoan sai sự thật sẽ bị thu hồi. Một vấn đề nữa là làm giả các hoặc sửa chữa sai lệch nội dung trong giấy khai hộ tịch ấy, thì đúng rồi. Nếu như mà làm giả phải khi làm hộ tịch sẽ kèm theo một số giấy tờ khác. Giấy tờ khác đó mà bị sửa chữa hoặc tẩy xóa hoặc làm giả thì cái đó thì cũng phải bị thu hồi. Thứ hai nữa là lợi dụng như việc đăng ký hộ tịch để trốn tránh nghĩa vụ đăng ký hộ tịch nhằm vụ lợi ấy, thì cái này cũng rất nhiều. Thí dụ như là đăng ký kết hôn để mà hưởng được cái gì đấy để trong lợi ích vật chất nào đó. Thứ hai nữa là hoặc là vừa rồi đấy rất nhiều ở ta khai có một số là không đi khai tử. Yeah. Đôi khi người là mất rồi mà không đi khai tử để hưởng các cái nhiều chính sách khác. Là khi đó là sau khi làm đó thì phải thu hồi. Thứ hai nữa là người có thẩm quyền quyết định đăng ký hộ tịch, thực hiện đăng ký hộ tịch cho bản thân hoặc người thân thích. Thí dụ như người có quyết định đăng ký hộ tịch thì khai sinh thì đăng ký cho mình luôn. Hoặc là những người anh em thân thích theo quy định của luật dân sự ấy, thì cũng bị thu hồi. Để toàn bộ những cái khi mà làm đăng ký hộ tịch mà gặp phải trường hợp đó thì cơ quan nhà nước sẽ thu hồi. Dạ. Xin cảm ơn bạn. Dạ. Xin được hỏi luật sư Phòng là trong trường hợp nào thì công dân được xem xét để cấp lại giấy khai sinh cũng như là các cái loại giấy tờ có liên quan khi mà chúng ta bị thất lạc cũng như là bị mất đi bản gốc ạ? Như trong cái trường hợp mà một số các cái giấy khai sinh và các cái giấy tờ khác mà nó bị mất bản gốc hoặc là bị thất lạc thì pháp luật cũng có quy định rất là rõ. Ví dụ như là tại cái điều 24 của nghị định 123 của chính phủ năm 2015 thì có quy định về vấn đề tức là việc quy định về việc khai sinh, kết hôn, khai tử khi đã được đăng ký có cơ quan có thẩm quyền nhưng mà vì mất hoặc là vì lý do nào đó thì được đăng ký lại. Yeah. Thì nghị định có quy định rõ như vậy. Thế thì trường hợp nào thì được đăng ký lại? Thì ví dụ như là bản gốc nó quá cũ rồi. Ví dụ giấy chứng minh hoặc giấy khai sinh nó cũ mà các thông tin trong đó không thể nhìn thấy được khi đi làm bất cứ một cái công việc gì liên quan tới cái giấy đó. Hai nữa là nó bị nhầu nát hoặc là có mong muốn thay đổi một cái thông tin gì trong giấy khai sinh hoặc trong chứng minh nhân dân hoặc các cái tờ khác thì đều được quyền coi như thay đổi cái bản chính đó. Thì luật cũng quy định rõ đây là một cái tức là cũng tương đối là thuận lợi. Thế thì cái cơ quan và cái cơ quan có thẩm quyền để mà cấp lại, xin lại thì nó là Ủy ban Nhân dân huyện. Là cái nơi lưu trữ toàn bộ các cái thông tin về hộ tịch của một con người. Thế thì làm cái thủ tục ở trên đó sau khi mà làm đơn và các cái quy định về vấn đề công chức, về vấn đề tư pháp và hướng dẫn thì cơ quan giúp việc cho Ủy ban huyện sẽ xem xét và đồng thời nếu đúng theo quy định pháp luật và những trường hợp được cấp ví dụ như vậy thì trình lên và sẽ được cấp lại bình thường các cái bản chính như là các cái trường hợp khác. Dạ. Thưa luật sư Phòng, trong trường hợp nào thì sẽ được xác nhận vào sổ hộ tịch cũng như là sự kiện nào thì sẽ được ghi vào sổ hộ tịch ạ? Về cái xác nhận vào sổ hộ tịch hoặc là ghi vào sổ hộ tịch thì hai cái cụm từ này nó tương đối là trừu tượng. Dạ. Rất nhiều người dân không hiểu rõ về cái này ghi vào sổ hoặc là xác nhận vào sổ. Thì cái trường hợp này thì như chúng ta đã biết ấy, thì cái luật hộ tịch thì cũng có quy định tại cái điều 3 đó, tức là nội dung đăng ký hộ tịch. Nội dung đăng ký hộ tịch thì trong cái điểm 1 thì nó có nói là có quy định tức là xác nhận vào sổ hộ tịch các cái sự kiện ví dụ như là cái giấy khai sinh này, dạ. Đó, rồi giấy kết hôn này, rồi giấy giám hộ này, rồi cái xác nhận là cha mẹ, đó, nhận cha mẹ này, rồi thay đổi cải chính hộ tịch. Dạ. Thì đấy là những cái xác nhận vào sổ hộ tịch. Dạ. Đó. Thế còn ghi vào sổ hộ tịch là những sự kiện sau, ví dụ như thay đổi về quốc tịch là ghi vào sổ. Hai nữa xác định về cha mẹ và con thì cũng ghi. Và ba nữa là xác định giới tính. Và việc ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật cũng như là tuyên bố một người mất tích hoặc đã chết thì cái đấy thì ghi vào cái sổ hộ tịch. Thì đấy là những trường hợp xác nhận vào sổ hộ tịch và trường hợp ghi vào sổ hộ tịch thì đây nó là một trong những cái cụm từ cũng tương đối là mới mà hai nữa là cũng nhiều người cũng dân cũng không tìm hiểu hết được và cũng rất là trừu tượng trong cái hai cụm từ này. Dạ. Thì cũng xin trả lời. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Lê Biên Phòng và tiếp tục sẽ là thời lượng mà hai vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay giải đáp cho quý vị những thắc mắc liên quan đến vấn đề hộ tịch. Xin được mời bộ phận kỹ thuật hãy tiếp tục chuyển câu hỏi của khán giả.
Tôi muốn hỏi, tôi lớn tuổi giờ mà hồi đó 1941-40 đó, tôi không có khai sanh, rồi về tôi làm khai sanh, tôi phải đi đâu, cô chỉ dẫn giùm, hướng dẫn giùm đó. Xin lỗi, cô đang sống ở đâu ạ? À, bác ở thành phố Hồ Chí Minh, là ở quận 7. Tôi 77 tuổi rồi mà tôi không có khai sanh, rồi tôi làm giấy đi xuất ngoại không được. Dạ rồi, con xin cảm ơn. Hai vị luật sư hãy giúp cho vị khán giả vừa rồi hiểu rõ hơn về trường hợp của mình ạ. Chào bác. Bác có hỏi là bác năm nay 77 tuổi rồi và chưa giấy khai sinh. Thì bây giờ bác muốn làm thủ tục giấy khai sinh ấy, thì thưa bác là bác đến Ủy ban Nhân dân phường ở quận 7 ấy, nơi bác cư trú, bác làm thủ tục khai sinh. Đấy. Thì nếu như bác mà không đi được ấy, thì bác yêu cầu tổ dân phố, yêu cầu những công chức tư pháp đến trực tiếp tại nhà để làm giấy khai sinh cho bác. Yeah. Thì đấy, thì các cái thủ tục giấy khai sinh thì cũng giống như tất kỳ một cái thủ tục khác. Các chị bác sẽ bản khai, xong rồi thì ngày tháng năm sinh và họ tên họ của bác và tên lót của họ thì cũng giống như bất kỳ một cái khác, nhưng mà chỉ khác bây giờ hiện nay khác là bác có thể là nhờ công chức tư pháp đến tận nhà để làm khai sinh cho bác. Xin cảm ơn bác. Dạ, với phần tư vấn của luật sư Thiện thì Ngọc Diệu hy vọng bác vừa rồi hiểu hơn về trường hợp của mình. Xin được cảm ơn bác đã dành thời gian tham gia chương trình và xin được mời bộ phận kỹ thuật hãy tiếp tục chuyển câu hỏi. Cho tôi hỏi, người Việt Nam độc thân nếu đã làm thủ tục hồ sơ đi nước ngoài, bây giờ có vợ không làm giấy đăng ký kết hôn và có con, vậy có nên làm giấy khai sinh cho con không ạ? Có ảnh hưởng có tên người đó được không? Thì vậy có ảnh hưởng đến hồ sơ đi định cư được không ạ? Xin cảm ơn. Dạ, xin được mời hai vị luật sư hãy giúp tư vấn cho khán giả vừa rồi. Trong trường hợp của khán giả vừa rồi thì có nói tức là trước kia đã làm thủ tục đi xuất ngoại. Và thời điểm làm thủ tục đó thì chưa lấy vợ và chưa kết hôn. Dạ. Thế sau này thì lấy vợ nhưng mà không làm giấy kết hôn, nhưng có sinh con. Dạ. Thế bây giờ sẽ làm giấy khai sinh cho con thì có ảnh hưởng gì không? Đó thì vừa rồi cái thông tin tôi nghe như vậy. Thế thì bây giờ tôi trả lời thế này. Cái việc mà bạn đã làm thủ tục đi xuất cảnh, trong cái thời gian làm xuất cảnh thì bạn là độc thân, bạn đã giấy là độc thân. Thế trong quá trình chờ đợi đó, để phỏng vấn hoặc chờ đợi để đi, thì bạn có lấy vợ và không đăng ký kết hôn, thì cái việc không đăng ký kết hôn này thì không ảnh hưởng gì tới cái việc coi như là bạn đi. Dạ. Đó. Hai nữa là việc bạn sinh con. Thế bây giờ bạn sinh con thì cái việc làm giấy khai sinh cho con thì buộc phải làm. Dạ. Đấy là một cái quy định. Hai nữa là đảm bảo quyền lợi cho con. Thế sau này cái việc mà sinh con, bạn có muốn cho con bạn đi cùng thì bạn sẽ làm thủ tục bổ sung. Đúng rồi. Bổ sung vào cái hồ sơ để cho con đi cùng. Hoặc muốn cho sau này sang bên đó rồi muốn cho người vợ mà lấy mà chưa đăng ký kết hôn nữa thì quay trở về làm tiếp tục làm thủ tục đăng ký kết hôn và bổ sung để làm thủ tục bảo lãnh đi sang. Cho nên trường hợp của bạn thì nó không có gì nó phức tạp lắm. Quan trọng là cái việc coi như là bạn cái thủ tục của bạn đi xuất cảnh nó đã tương đối là xong rồi. Và bạn coi như là làm các cái thủ tục khác để cho nó thuận lợi, chứ không phải là mình trốn tránh nghĩa vụ gì mà mình không đăng ký kết hôn, hoặc là người khác là mình để cho bạn đi rồi sau đó bạn làm thủ tục bảo lãnh cho bạn, cho con. Rồi, xin trả lời bạn. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Phòng và cũng xin được cảm ơn bạn khán giả vừa rồi đã tham gia chương trình. Xin được mời câu hỏi của khán giả kế tiếp. Hỏi về vấn đề mà cái tên lót á. Con tôi là thành phố Hồ Chí Minh. Muốn hỏi cái tên lót của con, như muốn sửa là trước của họ của nguồn gốc trước là Phan Duy Thủy, Phan Duy mà dư là Phan Tuấn. Ý chú hỏi là vậy thì có sửa được hay không cái chữ lót tên đúng không ạ? Có thể có sửa được là không để hỏi để biết tương. Bởi vì tên của cha phả là Phan Duy. Mà để sau ở trong giấy khai sinh là Phan Tuấn. Xin lỗi chú đang ở đâu ạ? Chú ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ rồi, cảm ơn câu hỏi của chú ạ. Dạ, xin được mời hai vị luật sư ạ. Xin chào bạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì bạn có hỏi là muốn thay tên lót cho con bạn. Thì có được không? Thì xin thưa với bạn là bạn sẽ được thay đổi tên lót của con bạn theo luật dân sự. Thì tuy nhiên ấy, là bạn về thủ tục ấy, thì bạn phải đến Ủy ban Nhân dân. Nếu như bạn con bạn cung cấp chưa đủ, nếu con bạn trên 14 tuổi thì thẩm quyền đó là Ủy ban Nhân huyện, huyện, quận. Còn nếu như dưới 14 tuổi thì Ủy ban Nhân xã, phường. Đấy, thì bạn để thay đổi. Tuy nhiên là nếu như mà thay đổi tên lót
của con bạn trên 9 tuổi là phải được đồng ý bằng văn bản của con bạn 9 tuổi. Thì bạn cứ đến làm thủ tục tại Ủy ban nhân phường, xã hoặc là cấp huyện. Nếu như con bạn trên 14 tuổi thì thay đổi rất bình thường. Như vậy, xin cảm ơn bạn. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Thiện và cũng xin được cảm ơn vị khán giả ở thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình. Xin được mời bộ phận kỹ thuật hãy tiếp tục chuyển câu hỏi của khán giả kế tiếp. Chị ơi, cho tôi hỏi, cha mẹ tôi lấy nhau từ năm 1980 và có 4 đứa con. Thực tế là cha mẹ tôi chưa có giấy đăng ký kết hôn. Họ chỉ được nhìn nhận là vợ chồng trong sổ khẩu gia đình, trong giấy khai sinh của 4 anh chị em tôi. Nay nếu cha mẹ tôi xin cấp giấy đăng ký kết hôn, có được không ạ? Cảm ơn chị. Mời hai vị khán giả. Vâng, trường hợp của bạn khán giả bây giờ hỏi tôi xin trả lời như sau, tức là theo cái quy định tại điều 14 của luật hộ tịch thì có quy định tức là giải quyết cái hậu quả của cái việc mà nam nữ sống chung với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, thì cái việc này thì trong trường hợp của bạn thì cũng rất là nhiều, vừa rồi bạn có hỏi thì rất là nhiều chứ không phải là ít. Thế trường hợp như vậy thì luật có quy định tức là nam nữ có đủ điều kiện kết hôn, đó theo quy định của luật thì phải đăng ký kết hôn. Đó, cái đó luật quy định rồi. Thế trong trường hợp tức là nếu mà không đăng ký kết hôn thì không phát sinh cái quyền và nghĩa vụ của vợ chồng. Đó. Còn vấn đề về tài sản chung, về con chung thì nó lại theo cái quy định về vấn đề về luật dân sự cũng như là tài sản chung hoặc là con chung. Đó, cái thứ nhất là như vậy. Trong trường hợp thứ hai, nếu như mà nam nữ sống chung như vợ chồng, theo cái quy định vừa rồi đó thì việc đăng ký kết hôn thì theo quy định của pháp luật. Nhưng nếu như có nhu cầu đăng ký kết hôn mà pháp luật cũng tôn trọng và đồng thời khuyến khích những người sống chung nên đăng ký kết hôn để trở thành vợ chồng. Thế thì cái việc đăng ký kết hôn là pháp luật khuyến khích chứ không có ngăn cấm. Cho nên là trường hợp của bạn bây giờ bạn có hỏi nếu như mà cha mẹ muốn đăng ký kết hôn thì đúng là quá tốt rồi. Pháp luật khuyến khích chuyện đó. Và cái việc đăng ký kết hôn này tuy rằng lấy từ năm 80 nhưng có thể thời điểm này kết hôn thì tại thời điểm này thì phát sinh quan hệ vợ chồng khi bắt đầu đăng ký kết hôn. Đó. Thì ví dụ như là tôi phân tích thêm tức là quan hệ vợ chồng, phát sinh quan hệ vợ chồng có nghĩa rằng khi mà hai người có vấn đề gì mà giải quyết liên quan tới pháp luật thì là đều có vợ và chồng quan hệ cái quyền và nghĩa vụ như nhau. Đó, ví dụ như vậy. Hoặc là khi cái sự kiện coi như là pháp lý về vấn đề tức là hai người không hợp nhau thì có thể là ra ly hôn. Hoặc là muốn chia tài sản chung thì là cũng đều là trong vấn đề quan hệ vợ chồng. Và vấn đề con cái cũng như vậy. Thì như vậy khi bắt đầu đăng ký kết hôn lại thì là chính thức là bắt đầu trong cái mối quan hệ phát sinh quan hệ vợ chồng từ thời điểm bắt đầu đăng ký kết hôn. Cho nên cái việc đăng ký kết hôn dù trễ nhưng mà pháp luật vẫn khuyến khích và cho phép đăng ký kết hôn, chứ không phải là lấy từ năm 80 và đến giờ đăng ký kết hôn mà các cơ quan đăng ký làm khó dễ, mà trong các cấp chính quyền cũng như là tư pháp vẫn khuyến khích cái việc này. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Phòng. Và vừa rồi thì bộ phận kỹ thuật cũng đã chuyển lên cho Ngọc Diệu câu hỏi của một khán giả. Xin được chuyển nội dung đến hai vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay như sau. Giấy đăng ký kết hôn của tôi cấp năm 1996 bị sai tháng sinh. Nhưng khi tôi đem theo giấy khai sinh đến để yêu cầu chỉnh lại cho đúng thì cán bộ hộ tịch của xã bảo là không điều chỉnh được vì đã sai từ trong sổ gốc và yêu cầu tôi làm lại đăng ký kết hôn mới. Như vậy thì có đúng quy định của pháp luật hay không? Xin được mời hai vị luật sư giúp tư vấn cho khán giả. Xin cảm ơn bạn. Thì nội dung bạn muốn nói rằng là giấy đăng ký khai đăng ký kết hôn. Kết hôn, dạ. Năm 96 sai cho giấy khai sinh ấy. Thì đến hộ tịch thì cán bộ hộ tịch bảo là phải đăng ký lại kết hôn, không được sai luật. Thì xin thưa bạn như này, cũng có thể là ở công chức tư pháp họ chưa nắm rõ các cái quy định pháp luật về cái việc đăng ký lại. Đăng ký lại làm tất cả các vấn đề về hộ tịch lại với điều kiện là giấy đó mất hoặc trong cái sổ gốc bị mất thì đó thì được đăng ký lại. Đó là quy định cứng của pháp luật. Và cũng nhắc lại là khi mà giấy tờ đó mất hoặc mất sổ gốc, và mất sổ gốc thì đó đăng ký lại. Còn cái việc mà sai do về khai sinh nhất thì bạn phải chỉnh lý lại, dùng thuật ngữ chỉnh lý lại cái giấy đăng ký kết hôn đấy. Thẩm quyền chỉnh lý thì không phải ủy ban cấp xã mà ủy ban cấp huyện nơi bạn cư trú hoặc nơi bạn đã đăng ký trước đây, kết hôn cũ trước đây. Đấy. Nhưng bởi vì cái giá trị pháp lý của giấy khai sinh ấy, là giấy tờ gốc của hộ tịch gốc,
tất cả mọi giấy tờ đều phải phù hợp với giấy tờ khai sinh, và bạn phải đến ủy ban nhân cấp huyện nơi đăng ký trước đây, hoặc ủy ban nhân cấp huyện nơi thường trú và nơi cư trú của bạn để tiến hành sẽ chỉnh lý lại cái giấy kết hôn cho bạn. Xin cảm ơn bạn. Xin được cảm ơn luật sư. Và với phần tư vấn của luật sư Thiện thì Ngọc Diệu hy vọng vị khán giả vừa rồi hiểu hơn về trường hợp của mình. Nên xin được cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Và bây giờ thì xin mời câu hỏi của khán giả kế tiếp. Trước đây tôi có thằng em, nó chưa có gia đình nhưng mà nó đã có con riêng. Rồi vợ chồng tôi mới nhận con riêng làm con. Thì cháu gái bữa nay nó là khoảng 25 tuổi. Thì tôi muốn làm lại cái khai sinh để cho cháu nó nhận cha mẹ. Thì xin chương trình hướng dẫn chương trình ạ. Rồi, xin lỗi khán giả ở đâu ạ? Là tôi ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ rồi, xin cảm ơn câu hỏi ạ. Cảm ơn. Một cái câu hỏi mà cũng có liên quan đến nội dung mà chúng ta cũng đã đề cập là vấn đề nhận thủ tục để nhận cha mẹ cho con. Xin được mời hai vị luật sư. Trường hợp của khán giả thành phố Hồ Chí Minh tôi xin trả lời như sau. Cái thứ nhất tức là con của một người em. Đó thì coi như là anh chị đã nhận cái người cháu đó để nuôi. Và năm nay cháu đã 25 tuổi. Thế bây giờ anh muốn làm các cái thủ tục, các cái giấy giấy khai sinh, rồi các cái thủ tục để có tên cha mẹ. Dạ, để nhận người cháu đó làm con của mình. Làm con của mình, tức là người cháu đó có tên là cha mẹ. Thế thì anh phải làm cái thủ tục thế này. Cái thứ nhất tức là cái việc nhận như thế này thì anh không nói rõ rằng cái lúc nhận đó anh có nhận bằng văn bản hay không. Đấy, nếu như mà nhận con nuôi thì nhận bằng văn bản theo quy định của pháp luật thì phải ra ủy ban nhân dân phường xã làm các cái thủ tục kê khai và nhận con. Và cái người giám hộ của đứa cháu là bố mẹ của người em đó, ví dụ gọi đồng ý là con. Thì đương nhiên là anh sẽ làm các thủ tục là có tên bố mẹ là người hiện nay, tức là anh chị nuôi là đứng tên bố mẹ là con nuôi. Thì như vậy là quy định pháp luật nó rất là rõ. Hai nữa là anh hoàn toàn hợp pháp, và các cấp chính quyền cũng như là công chức tư pháp ở phường xã người ta tạo mọi điều kiện để làm. Nhưng mà trong trường hợp anh nói bây giờ 25 tuổi mà tôi không hiểu rằng 25 tuổi mà bây giờ mới đi làm. Thì bây giờ nó là một cái sự kiện pháp lý nó khác. Tức là khi đã trưởng thành rồi, con tức là trên 18 tuổi, đó thì nhận con nuôi. Mà bây giờ nhận con nuôi thì bây giờ là cháu đã lớn. Mà bây giờ cháu muốn nhận. Nhận cháu làm con. Nhận con cháu nuôi. Làm con. Đó, thì làm con thì bây giờ cái thủ tục là làm cái thủ tục kê khai từ đầu, và hai nữa là mà cháu nó lớn thì phải cái sự đồng ý của cháu thì mới được. Nếu cháu không đồng ý thì không được, ví dụ như vậy. Còn bố mẹ ngày xưa chỉ là con dưới 10 bị thành niên thì khi đó thì mới làm thủ tục và bố mẹ phải ký giấy đồng ý cho. Nhưng mà trường hợp bây giờ cháu đã 25 tuổi giờ bắt đầu mới làm thủ tục lại thì là quan trọng nhất là cháu nó có đồng ý hay không. Thì bắt đầu nếu như cháu đồng ý thì anh sẽ làm các cái thủ tục theo quy định của pháp luật, và đồng thời coi như là có thể thay đổi lại một số các cái hộ tịch là cháu có tên cha, tên mẹ là người đang nhận nuôi cháu. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Lê Biên Phòng, và cũng xin được cảm ơn vị khán giả thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình. Xin được mời câu hỏi của khán giả kế tiếp, và xin được mời bộ phận kỹ thuật hãy chuyển cho chúng tôi. Bây giờ mình đặt cái vụ là giờ mình sống với ông này mà mình không có giấy kết hôn, cũng như chấp nói mình không có giấy kết hôn. Mà con á, thì nó đứng bên hộ khẩu bên mẹ, dường như vậy là cái phần ăn của con mình nó ăn của cha mình được không vậy? Cũng như tài sản á. Hộ khẩu thôi, còn khai sinh của con chị thì sao? Là cái khai sinh thì nằm về bên mình, nó không đứng bên cha nó. Tức là về phần, ý chị muốn hỏi là sao này cái phần tài sản của con vậy, mặc dù trên giấy khai sinh là của cháu là về mẹ đúng không ạ? Đúng, đúng rồi. Nhưng mà có tên khai sinh cha mà. Thì có tên cha trong đó. Nhưng mà ý chị nói là tại vì không có giấy đăng ký kết hôn đúng không ạ? Dạ rồi rồi đúng. Vậy chị kết hôn năm nào? Mình sống mình kết hôn á là hồi năm 94, giờ mình thôi rồi. Giờ mình mới kết hôn lại ông này 2005. 2006 mới sinh nó. Rồi, xin lỗi chị ở đâu ạ? Mình ở Bình Dương nè. Rồi, cảm ơn câu hỏi của chị ạ. Chắc hai vị khách mời cũng đã nắm rõ câu hỏi của khán giả vừa rồi ạ. Xin được mời. Xin chào bạn ở Bình Dương. Thì bạn có hỏi rằng bạn có lấy chồng và có con ấy, trong giấy khai sinh có tên cha và tên mẹ, tất cả mọi thủ tục khai sinh là đầy đủ. Thì bạn muốn hỏi sau này ấy, thì tài sản có liên quan gì, bạn lấy chồng khác thì tài sản có liên quan gì
đến không ấy, thì thưa với bạn thế này, riêng về tài sản là không phụ thuộc vào cái giấy đăng ký kết hôn hoặc là phụ thuộc gì cả. Nếu như mà người cha chính thức của đứa bé mà mất đi ấy, thì thừa kế người bé vẫn được hưởng thừa kế theo quy định bình thường. Chứ còn không phụ thuộc vào cái việc là đăng ký kết hôn hoặc là chưa đăng ký kết hôn gì cả. Để đó là có con ngoài trong giả thú hoặc ngoài giả thú hoặc cái đó thì cũng được hưởng cả cái tài sản liên quan đến cái việc ấy. Và ngược lại, nếu như mà hai người sẽ được hưởng thừa kế như nhau về liên quan đến tài sản, không liên quan đến tài sản gì cả. Còn cái việc liên quan đến tài sản của chồng sau này ấy, thì nếu như có quan hệ nuôi dưỡng thì khi đó mới được hưởng cái quyền thừa kế của nhau. Thưa vì bạn như vậy, chắc chắn vì thông tin của bạn cung cấp không đầy đủ cho đó, mà chúng tôi chỉ tư vấn chung như vậy, là chúng mình nhắc lại đó, cái việc liên quan đến tài sản không phụ thuộc vào cái việc là đăng ký kết hôn hoặc là bất kỳ giấy tờ khác, miễn rằng là có quan hệ máu mủ ruột thịt là được hưởng thừa kế. Vâng, xin cảm ơn bạn. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Thiện và cũng xin được cảm ơn chị khán giả vừa rồi đã tham gia chương trình. Xin được mời câu hỏi của khán giả kế tiếp. Hôm nay hơn 40 tuổi rồi, nó có chồng mai hơn 20 năm rồi mà nó chưa làm giấy khai sinh. Rồi nay tôi có nó có nhu cầu làm giấy khai sinh, cho tôi hỏi coi như có làm giấy khai sinh bên chồng được không, hay là nó phải về bên địa phương để làm giấy khai sinh. Thưa khán giả ở đâu ạ? Ở Cần Thơ ạ. Xin được mời hai vị luật sư ạ. Vâng, tôi trả lời câu hỏi của khán giả Cần Thơ như thế này. Tức là theo như anh nói, tức là con gái ha? Dạ, một cái chị đó đã hơn 40 tuổi rồi. Dạ. Và lấy chồng coi như đã 20 năm. Dạ. Đó, mà hiện nay thì coi như muốn làm cái giấy khai sinh của cái chị đó. Đó. Có lẽ là đây là khán giả hỏi cho một cái chị nào đó năm nay đã hơn 40 tuổi rồi, và lấy chồng ở một cái địa phương khác, không phải là ở một cái địa phương mà mình được sinh ra. Đúng rồi, thì nhưng mà thủ tục làm giấy khai sinh như thế nào? Bây giờ vẫn chưa làm giấy khai sinh, rồi bây giờ hỏi cái thủ tục làm như thế nào. Thì theo quy định của luật hộ tịch năm 2014 có quy định, thì tôi xin trả lời như thế này. Cái thứ nhất, cái việc làm giấy khai sinh ấy, thì đó là quyền của công dân và được pháp luật coi như là bỏ. Đặc biệt là cái luật hộ tịch năm 2014 này có cái quy định, tức là cái quyền được làm giấy khai sinh của một con người. Còn cái việc nó không phụ thuộc vào vấn đề, tức là làm trễ hay là làm đúng hay làm như thế nào, thì luật cũng có điều chỉnh cái vấn đề, tức là trễ quá hạn. Thì trễ quá hạn đây thì luật không có cái quy định là trễ 10 năm hay 20 năm, mà chỉ nói là trễ hạn, tức là quá 60 ngày là trễ hạn rồi. Cho nên cái việc, tức là con gái, cái người phụ nữ đó bây giờ muốn làm giấy khai sinh, thì đều được cái quyền đi làm giấy khai sinh, là về tới cái nơi đăng ký hộ khẩu tạm trú đó, giao ủy ban dân phường xã để làm thủ tục kê khai làm giấy khai sinh bình thường như mọi công dân khác, như mọi công dân khác mới sinh. Đó, ví dụ như vậy, tức là mình trong trường hợp làm trễ, đó làm trễ thì mình cũng khai các thủ tục làm giấy khai sinh, thì các cơ quan tư pháp nơi mà chị sinh ra, nơi cái cô đó sinh ra đó, có cái địa chỉ cụ thể đó, mà bây giờ thì chuyển lấy chồng ở một cái nơi hiện giờ đang cư trú, thì thể làm đơn ngay cho ủy ban nhân phường xã cái nơi đang cư trú, và cái ủy ban nhân dân phường xã nơi cư trú này sẽ có cái văn bản xác minh tại cái nơi sinh ngày xưa, ủy ban nhân dân phường xã đó. Sau khi làm các thủ tục xác minh mà đúng như là chị chưa làm giấy khai sinh bây giờ, thì cơ quan công chức ở cái nơi thường trú này, người ta sẽ làm thủ tục coi như là đăng ký khai sinh cho chị, để chị có một cái giấy tờ, đặc biệt là giấy khai sinh nó rất quan trọng trong nhiều các giấy tờ sau này, ví dụ như làm các cái thủ tục, ví dụ như căn cước hoặc là các cái thủ tục số định danh hoặc là các cái thủ tục khác theo quy định của pháp luật, thì coi như chị nên tranh thủ là tới cơ quan tư pháp của xã phường nơi chị đang cư trú đó, để làm thủ tục kê khai, đăng ký kê khai về vấn đề khai sinh trễ hạn. Dạ, xin được cảm ơn luật sư Phòng và cũng xin được mời bộ phận kỹ thuật hãy tiếp tục chuyển câu hỏi cho chúng tôi. Dạ, em xin hỏi là bây giờ hai vợ chồng em có 4 đứa con, và bây giờ tụi em đã ly hôn rồi, mà bây giờ cái hậu khẩu của 4 đứa nó còn ở chung với lại ba nó ở trên Sài Gòn á. Em thì bây giờ ở dưới Vũng Tàu á, là em có hậu khẩu dưới này rồi, mà giờ em tính hỏi là mai mốt em muốn đi làm giấy hộ chiếu cho con em á, em về Vũng Tàu này em làm có được không chị, hậu khẩu ở trên Sài Gòn á chị. Rồi, cảm ơn câu hỏi của chị ạ. Dạ, xin được mời luật sư Thiện ạ. Vâng, xin chào bạn. Thì bạn có hỏi rằng
bạn có bốn đứa con, thì lấy chồng ở trên thành phố Hồ Chí Minh mà ly hôn, và bạn bây giờ về Vũng Tàu, hộ khẩu của bốn đứa con ở trên thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ bạn về Vũng Tàu sống mà muốn làm hộ chiếu đi ở cho con ấy, thì bạn thứ nhất ấy, là bạn phải hộ chiếu ấy, là bạn phải lên thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà bốn cháu đang sống, để làm nơi đó để cấp hộ chiếu cho bạn, chứ không thể làm dưới Vũng Tàu được. Mà nếu mà bạn muốn làm ở Vũng Tàu ấy, thì bạn phải chuyển hộ khẩu của bốn cháu về ở Vũng Tàu để làm ở Vũng Tàu được. Xin như vậy là theo quy định của pháp luật ấy, thì làm các cái thủ tục về hộ chiếu là phải có nơi làm ở nơi thường trú của công dân đấy. Thì đấy, cảm ơn bạn. Xin chào bạn. Xin được cảm ơn luật sư Thiện và cũng xin được cảm ơn chị khán giả vừa rồi đã tham gia chương trình. Thưa quý vị, luật hộ tịch qua gần 2 năm thi hành đã tạo bước đột phá về thể chế của công tác hộ tịch, là cơ sở pháp lý thống nhất đồng bộ cho công tác đăng ký và quản lý hộ tịch theo hướng chuyên nghiệp hiện đại. Một lần nữa xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin được cảm ơn luật sư Lê Biên Phòng cùng luật sư Lê Viết Thiện, đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã dành thời gian tham gia chương trình cùng chúng tôi. Xin được cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình truyền hình trực tiếp Pháp luật và cuộc sống kỳ tiếp theo vào lúc 15 giờ thứ bảy tuần thứ ba của tháng này, ngày 20 tháng 10 năm 2018. Xin thân ái chào tạm biệt.